Trước mặt mình là núi Hàm Rồng Pleiku. Hàm Rồng Pleiku. Mà không biết mấy ông phi công gọi là núi này núi gì, mấy bà nhìn lên thử gọi là đoán này. Đó đó, đó đó. Núi đồi. Còn hai đồi. Chú Tài, bác Tài biết rồi. Sao bắt 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 nha. Hả? Hỏi tới nữa. Nói nha. Mấy bà đừng có chấp nhất nha. Mấy ông tại vì nó có hai cái nó có hai cái đồi kìa. Đó, thế xong rồi cái ở giữa đó, trời mưa đó là nước nó chảy có dòng suối ở giữa đó. Mấy ông pilot bay ở trên cao nhìn xuống đó, mấy ông gọi là núi Lìn. Núi Lìn. Núi Lìn. Nói liền đúng rồi. Cái nhìn nó chảy ra cái gì? Ở trên cao nhìn xuống thì chảy. Nước suối thì nước suối trong suối chảy. Dạ, suối nó chảy ở giữa. Đó, cái này là núi Hàm Rồng nha bà con. Như vậy mình đi sát núi này. À. Ở đây sẽ có hoa quỳ là hoa màu vàng đó bà con ạ. Hoa giả quỳ hả? Hoa giả quỳ, yes, rất nhiều. Ừ, rất nhiều. Đó, núi Hàm Rồng. Núi Hàm Rồng. Hoa giả quỳ là nó. Là nó.